vắng đẹp nhất hoa màu tím, chuyện tình thương nhất chuyện hoa. Tiếp tục lên sóng giới thiệu đến các bác các anh em một bộ vàng mini của hãng Pioneer. Thì bộ này thước vàng nó có mã model là MDX737M và cặp loa của nó là loa của vàng SC3. Vàng Pioneer cũng là 737 ha, nhưng mà model là SC3. Thì bộ vàng này nó là hàng bãi nội địa Nhật, sử dụng điện áp 100V, công suất tiêu thụ nguồn là 53W. Sản xuất vào năm 2001. Cả bộ vàng là Made in China, sản xuất tại Trung Quốc các anh em ha. Loa của nó là loa hai quay, màng giấy tổng hợp ha. Gân là gân vải. Công suất của loa là 20W một cái. Như vậy chúng ta có 40W cho cả cặp ha. Cả cặp loa là 40W. Trở kháng loa là 6 ohm. Thì chức năng vàng của nó thì nó chơi được đĩa CD. Đây là cái đĩa CD ha. Đĩa MD không đọc nó vấp lắm nha các bác, chưa dọn luôn. Thì các bác nào mà thích làm chơi MD thì về tự xử ha. Chơi được đĩa CD MD Nordic ha, không đọc, rồi băng cassette ok. Con này thì radio ở băng tần thế giới nha, có nghĩa là radio AM FM ở tần số 108 MHz, có thể bắt được tất cả các đài Việt Nam ha. Cổng line kết nối điện thoại máy tính. Đây là cổng line nha, nó nằm mặt trước ha. Khi chúng ta mở cốp ra thì nó sẽ nằm trong này ha. Phía bên này là cổng tai phone. Vừa rồi em là test đường line ha. Nó có 3 hiệu ứng EQ như bóp, line và volcan. Đây là cả bộ vàng. Hình thức cũng còn tương đối. Cặp loa thì loa màu vân gỗ ha. Đó. Lưới là lưới kính á, mình phải lấy tùng vít mình đưa vô cái khe của nó mình nạy ra thôi ha, cũng đơn giản. Vừa rồi là em chơi đường line ha. Bây giờ em sẽ chuyển về radio. Đây là chức năng radio. FM em đang bắt cái tín hiệu ở tần số 102.7 ha. Và
bị chạm vào cung bậc cảm xúc của mình trong tình yêu. Tình yêu mà không phân biệt bất cứ giới tính hay là địa vị hay là tuổi tác nào, con người ta cũng sẽ có những khoảnh khắc rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Bằng trái tim tình yêu chân thành thì họ luôn luôn sẽ rơi vào cái tình huống là lúng túng, không biết phải phản ứng như thế nào trước người mình yêu, và đã để lại cho chúng ta rất là nhiều những cái kỷ niệm thật là đẹp. Và hy vọng là trong số tất cả chúng ta, ai cũng đã từng có trải qua những cái kỷ niệm đáng nhớ như thế này, không chỉ là trong quá khứ mà cả hiện tại lẫn tương lai. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ khép lại. Rồi, như vậy là radio bắt sóng ok ha. Thì bộ dàn này nó cũng kèm theo được cái remote cho các anh em. Remote thì nó chỉnh mấy chức năng đơn giản thôi, như tắt mở máy, tăng giảm volume, hiệu ứng, chỉnh được 3 hiệu ứng EQ và chuyển đường line in và radio. Còn chức năng đĩa CD phải bấm bằng tay ha. Đó, còn volume tăng giảm ok. Đó, nói chung chức năng cơ bản thôi. Như em nhắc lại nè. Tắt máy, mở máy nè, tắt mở nguồn ha. Tăng giảm volume. Chuyển tín hiệu line in đầu vào. Bật chế độ radio AM FM dò đài 108 full tần số Việt Nam, có thể dò trên remote luôn ha. Chỉnh được 3 hiệu ứng EQ. Đó, tất cả chức năng nó chỉ có vậy thôi, trên remote này thôi ha. Nó có thể chọn bài từ 1 đến 10 luôn cho cái mình khi mình chơi đĩa CD. Vừa rồi là em bỏ đĩa CD vào ha. Bây giờ em sẽ play đĩa CD. Đây là băng cassette. Một lần nụ hôn chất ngất như xưa mình mặn nồng, cùng với kỷ niệm của ngày xa cách đưa tiễn nhau đi. Dù tình yêu đã mất, em ôm trọn thương đau nhìn bước anh đi, đành sẽ xa anh. Đang chơi đĩa CD nè, đó, đang hát bài 1 ha, nếp bài nè. Nếp bài trên remote được luôn. Bài số 3 ha. Cái bộ này thì chiều ngang là khi chúng ta ghép lại là 45cm ha. Chiều cao là 23cm và chiều sâu là 35cm. Bộ này cái cục vàng tương đối nặng. Bộ này chắc cũng trên dưới 10 tới 11 kg. Nếu bộ này ha. Theo em nghĩ là tầm 11 tới 12 kg á, cục vàng khá nặng. Em cũng chưa cân luôn nhưng mà em đoán đoán vậy đó. Rồi. Tất cả hình thức chức năng đang chơi và mặt trước của máy. Đây là các phím play CD, MD, băng cassette, chuyển FM và line in, nó tích hợp trên nút luôn ha. Đây là màn hình hiển thị tốt, đẹp, rõ ràng ha. Đây là nút nét bài, lùi bài, cử đĩa MD, bấm đĩa MD ra, stop CD, MD luôn. Phía dưới này là cổng nó xoay. Đây là cái núm xoay chỉnh đèn màu ha. Đây, đổi đèn màu trên 4 cái phím này và màn hình. Đây là nút power, tắt mở nguồn, bấm khay đĩa,
1, 2 và 3. Bộ con này nó chơi được 3 đĩa CD nha. Bỏ vào một lần 3 đĩa. Nhưng mà theo em thì các anh em chơi đĩa, mình bỏ một đĩa vào thôi, thay một thôi cho nó hát thôi. Khi nào không hát đĩa đó nữa lấy ra ha. Chứ mình để nhiều nó xào tới xào lui, nhiều khi nó xài cũng lâu rồi. Những cái dàn cơ nhựa nó cũng lão hóa nhựa, nó kẹt mất công ha. Mình chơi đúng đĩa CD 1 mình bỏ vào thôi. Còn khi nào mình không thích nghe đĩa này mình lấy ra, bỏ đĩa khác vào, thay một hoặc một khay nào đó thôi ha. Đây là núm volume. Đây là cửa đĩa CD ha. Đây cái cốp nè. Cổng này cổng lay như em đang test máy hồi nãy ha. Đó, cái cốp này khi chúng ta đóng lại và mở ra, nó sẽ có những cái phím bấm như cài đặt thời gian, chỉnh thời gian, rồi chỉnh các chức năng như trong cái phần ghi đĩa MD. Đó, các anh em về tìm hiểu thêm phần này ha. Em cổng lại, cắm lại đường lay nè. Kể bộ dàn thì cặp loa nói chung còn tương đối ok ha, đẹp góc cạnh. Loa màu vân gỗ. Loa này thì đúng ra của nó là nó có hai cái dải đèn trước nè. Đây, khi mà chúng ta cắm cái dây điện vào, nó có hai cái dải đèn. Thí dụ trên màn hình nó màu gì thì ở dưới hai cái dải đèn trước loa này nó sẽ đúng theo màu đó. Nhưng mà do bộ dàn này nó không đồng bộ nên nó không có đưa dàn này, nó không có đường để nó đưa cái tín hiệu đèn ra cái loa. À, tí nữa em quay mặt sau cho các anh em xem. Đó, đây là lưới bên này, ok luôn ha. Bằng cassette nè, vẫn đang hát CD. Em quay số series của máy và loa luôn ha. Đây phía sau của loa Pioneer SCM3. Công suất loa là 20W trở kháng 6 ohm, của tập đoàn Pioneer, thiết kế bởi Pioneer, made in China. Số series có số series là U21SN2806. Không biết số này đúng số series không, nhưng mà em nghĩ số series ở trên nè, U21 nè. Rồi phía bên này nó cũng vậy luôn ha, U21 luôn. Loa trái phải left right có ghi rõ ràng ha. Rồi đây là phía sau của máy. Đây là cái cổng mình cắm tín hiệu anten AM nè, bên này FM nè. Bên này AM, FM nè, bên này AM nè. Đó, đây là cổng tròn tròn này là FM nha, bên này AM. Đây là phía sau của máy. Model Pioneer Stereo MDCD Cassette Depth Receiver. Model là XRMDX737M, made in China. Sử dụng điện áp 100V, công suất tiêu thụ nguồn là 53W. Sản xuất vào năm 2001 hay 04 gì đây nè. Đó, nó bị chơi dày chỗ này nè. Đây là tổng thể phía sau của máy ha. Đó, tổng thể mặt sau của máy. Phía bên này luôn. Góc cạnh là đẹp ha. Đây. Đây là cái đường nó cấp tín hiệu đèn ra cái loa nè. Nó cắm vào trong cái thớt vàng. Thì trên những cái bộ thớt vàng đúng của nó có hai cái phích gâm ở đây để mình cắm cái đuôi dây đèn vào, thì nó sẽ cấp tín hiệu đèn ra hai cái loa hai bên. Về hàng về nó bị cắt đây rồi ha. Nó cắt luôn dây loa nè. Đó, nó cắt luôn. Và em để nối dây loa lại ha. Hai bên đều bị cắt. Đó, đây là em nói rồi ha. Đó, tín hiệu đèn nó cấp theo đường này ha. Nhưng mà dàn này nó không có cái đường cấp tín hiệu đèn. Rồi, như vậy là mặt sau ha. Ok, em quay lại mặt trước nha. Phía bên hông của cái thước vàng nó có hai cái ốp nhựa nó giải gỗ. Đó, hai cái lường ốp nhựa đây, nó giải gỗ ha. Phía này là cái nắp thép. Rồi, ok. Dây loa nó hơi lỏng rồi. Em tiếp tục test đường băng cassette ha. Stop nè. Rồi, bây giờ chuyển qua băng cassette nè. Một chiều rừng mưa được tiếng
hát chiều ngược lại nè. Thì bộ dàn piano này nó rất là thích hợp với những thể loại bolero, trữ tình, hòa tấu. Bộ này thì cái dãy của nó là dãy chung ha, đa số là dãy chung, dãy cao, nên nó nghe nó thích, mình thích hợp nghe hòa tấu hoặc là trữ tình bolero ha. Rồi như vậy là phần cassette hát ok ha. Bây giờ em chuyển lại đường lên test một đoạn nữa ha, rồi chúng ta sẽ kết thúc phần test bộ dàn piano MDX737 ha. Đường lay in này nha. Ok các anh em ha, như vậy là em đã test xong bộ dàn Pioneer MDX737 loa SC3 ha. Về đĩa MD thì nó đọc vấp lắm nên em cũng bỏ qua cái phần test MD luôn ha. Bỏ vô thì nó cũng đọc vấp tùm lum tùm la, lung tung xe ben nên em cũng không test làm gì. Nói chung bộ dàn này là bỏ, không tính MD. Rồi cảm ơn các bác các anh em đã xem video clip của em. Xin chào các bác các anh em và hẹn gặp lại ở video clip sau. Cảm ơn các bác các anh em đã dành ít thời gian cho video clip của em ha. Sao ơi sáng người thêm soi qua lòng đất mày lại buồn thôi nào.